Mới đây, Hà Nội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy hoạch kiến trúc tại hai khu đất trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm thuộc quy hoạch khu vực phố cũ Hà Nội. Cụ thể, đề xuất tại khu đất 31-35 Lý Thường Kiệt, rộng 2.200m2, được đề xuất xây dựng trụ sở văn phòng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, cao 45m, quy mô 14 tầng cộng 1 tum. Đối với khu vực đất vàng 45B Lý Thường Kiệt, rộng hơn 1.000m2, sẽ xây dựng trụ sở văn phòng của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội, với đề xuất điều chỉnh quy mô chiều cao tối đa 12 tầng. Lý giải về đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại hai dự án trên để xây dựng công trình cao tầng, thành phố Hà Nội cho rằng công trình có chức năng văn phòng nên không làm quá tải dân số mà sẽ góp phần đồng bộ các hoạt động dịch vụ, thương mại, tài chính, ngân hàng. Văn phòng chất lượng cao rất cần cho khu vực trung tâm thủ đô. Bên cạnh đó, nhà đầu tư hai dự án trên cũng đề nghị được góp kinh phí xây dựng, nâng cấp hạ tầng kiến trúc cảnh quan chung khu vực.